Chào mừng bạn đến với kênh Utsi Official. Hôm nay dẫu người lên núi tiếp. Hiện tại đang đi lên đỉnh núi Hòn Rớ. Sau lưng có hai trợ thủ đắc lực Thành Thay Ngơ. Ở sau là ông già, ông Chí. Tội nghiệp ông già quá. Hai tao con nhất là giác nhiều nhất. Hiện tại đang leo dốc. Giật dốc chứ. Hiện tại là cũng mỏi chân. Đường này là đường đi lên cái miếu. Rồi từ miếu mình sẽ đi kiếm đường để băng lên trên đỉnh núi. Có bậc thang nha. Nghe nói là ngàn mấy bậc á. Hiện tại mình tới cái miếu rồi. Đây. Dưới này Hòn Rớ. Thành phố dưới này mà khuất tầm mấy cái bụi cây quá. Rồi khi mà lên tới miếu rồi mọi người sẽ rẽ phải. Rẽ phải nó sẽ đi vào cái đường như thế này nè. Cho mọi người coi TV, truyền hình trực tiếp. Thấy rồi, phát trực tiếp luôn à. Hiện tại mình đang nghỉ chặng thứ hai, chắc hình như chắc mới được nửa núi, giờ ngồi đây chưa thấy gì hết. Mọi người muốn đi vào lên đỉnh Hòn Rớ đây, đi vô đường Cao Minh Phi, gặp cái đi ngang qua cái miếu, cái lăng La Ông Nam Hải, rồi kiếm chỗ gửi xe. Thường thường ở đây thì không có. Nhà dân họ không có cho gửi xe lại, nhưng mà nãy năn nỉ cũng cho. Phải biết cách năn nỉ các bạn. Gửi xe lại rồi giật bộ lên. Hồi nãy nó có hai cái con đường, một là mình đi thẳng từ cái lăng ông đi lên, nó có một cái cầu nhỏ nhỏ đi ngang qua cái cầu cái mương. Đó rồi đi bộ lên. Rồi phía bên này nó có một cái đường, nhưng mà nãy tại vì mình gửi xe ở bên đó cho nên mình phải sẵn cái đường lăng ông mình đi lên luôn. Thì đi lên thì rẽ phải, nãy chỗ nãy thì đi qua đây có một mấy cái nhà. Rồi nó mới có một cái đường chính thức để lên núi. Thì hiện tại mình đang ngồi nghỉ trên này. Quá đã. Go. Con hổ kìa đi nhanh quá. Sau lưng vẫn là ông già. Khổ quá mà. Mệt không? Mệt. Rồi mọi người thấy view thành phố bắt đầu lộ dần rồi đó. Trời hôm nay nhiều mây cực. Cũng may vậy mà nó mát. Tiếp tục. Có người đi trước mà. Mọi người coi mấy bạn đi trước để lại dấu nè. Nha Trang từ góc nhìn Hòn Rớ. Tiếp thôi. Hiện tại là hơn 3 giờ. Cái núi này nó ác, có cái là mấy bạn càng lên núi á là cái dốc nó càng đứng. Ở dưới chân núi thì nó hơi lài lài. Đó, mình có thể thấy nè. Đứng ở đây mà nhìn xuống nè. Càng lên cao thì dốc nó càng đứng, cho nên đâm ra mình đi nó càng mệt. Đi lên tới đây á, mình nghĩ đây là đỉnh rồi nè. Nó có một cái cột mốc.
một cái tọa điểm. Đây, tổng cục địa chính, điểm tọa độ hạng B. Nghiêm cấm phá hoại. Cơ sáu con số. Vì trên cái đỉnh nha, chỗ cái cục móc hồi nãy không có chỗ, không có bãi để ngủ lại, cho nên mình mới chọn phương án là xé rừng băng ngang qua cái đồi bên này, hy vọng có chỗ để mà dựng lều ngủ lại nhanh, cho để trời mặt trời cũng còn xuống à. 4 giờ, hơn 4 giờ xé qua đây thì nó cũng có đường mòn, nhưng mà đường kiểu như đi lâu quá. Mình đứng trên cái đồi này mình thấy được hai mặt luôn. Mặt phía bên này là Nha Trang, bên này là Đồng Bò. Thấy được cái dãy Hòn Ngư Sơn, thấy núi Chín Khúc luôn. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã có bãi. Cái chỗ này là có người ta ở lại nè. Đây, đúng rồi, đây mới là bãi nè, cho mình nghỉ. Hồi nãy mình đi lên cái cột mốc là đây, có đúng rồi, đây mới là bãi nè. Hiện tại mình đang đứng đỉnh Hòn Rớ nha mọi người. Nó ở đây là sẽ thấy có một cái góc riêng liền khác liền. Ở Khánh Hòa nói chung và ở Nha Trang nó riêng có rất nhiều hòn để ngắm được view thành phố, và đây là một trong những hòn, Hòn Rớ nha. Bao view Vinpearl kìa, Trí Sơn Vinpearl, Trí Nguyên. Rồi bao view nha, chỗ này là chỉ để ngắm thôi, còn ở bên kia mình sẽ ngủ bên đó, cái bãi ngủ riêng, còn bên này là ngắm thôi. Ok. Rồi ba anh em nè, ba anh em lên đây rồi. Ủa, đâu? Đứng ở trên đây là có thể được thấy được Hòn Tầm, Hòn Mung rồi luôn nha. Hòn Tầm, Hòn Mung ở xe kia như là Bích Đầm. Rồi, Vinpearl là to nhất. Đây rồi. Bao view ra. Nhìn xéo hướng này là thấy ra được núi Chín Khúc luôn nè. Thấy được sông Quán Trường. Trong hay trong gì? Đúng rồi, trong quán trường. Trong quán trường đúng rồi. Cái này là Vinpearl nè. Cái cáp treo mình bây giờ nó chưa có mở đèn cho nên mình thấy rất là mờ. Cáp treo là nằm cái đó ngay đầu ngón tay mình nè. Ở tương lai mình sẽ có một cái cầu bắc từ từ An Viên, từ An Yên đi qua Vinpearl. Tương lai, trong tương lai mình sẽ có một cái cầu song song với lại cái cáp treo á. Với lại một cái cầu từ Hòn Rớ đi qua An Viên. Trong tương lai sẽ có, nhưng không biết khi nào. Bị dính mưa. Đây, ba anh em đang ngồi trong lều. Giờ banh đồ ăn ra đây. Giờ ngồi trong lều ăn luôn. Đây, thanh niên đây đó. Giấc đây. Bánh xèo. Bánh ú. Bánh chưng. Bánh chưng. Ồ, bánh ú.
Mọi người thấy cái gì đen không? Một mình đang chống bão. Mình đang lai gương rồi, nó chống bão luôn nè. Mưa quá mưa, gió là mầm rồi thấy không? Lều muốn bay luôn. Đi đúng mùa rồi. Mình đang ở tâm bão nha mọi người. Đây, nước nó vô lều luôn rồi, nước vô lều luôn. Mưa rất là to. Đó, cũng kia nha. Gió này giống như đồi gió hú vậy. Đó, cái mặt bên này là mặt chính nè. Đó, cũng thích. Hiện tại trời thì mới mưa xong, hết mưa rồi. Củi rồi gì ướt hết. Giờ mình chuyển sang Hương An B coi cái bếp nè. Ướt hết. Hương An B dùng bằng bếp ga. Tiger nó cũng to, Tiger kiếm cái cục đá nó to to nó chịu được coi. Tôi về đang chuẩn bị bếp. Hay lấy miếng cái này ra ta. Rồi đất luôn. Rồi, đất lên lúng mày mà. Đây nè. Rồi phương án B là này là ớt nè. Đáng lẽ là đem theo nướng nè. Chỉ vô lấy cái bị nhựa để mình lót lên cái kia mình để ăn lên nó không có dơ. Lát nữa đây. Cái bị nhựa trong cái bị dưa leo, lấy cái bị dưa leo nha. Ớt với lại cúc. Thêm theo nướng nhưng mà tại vì củi than giờ không còn nữa. Tại vì củi than không còn nữa nên giờ phải cho cái này. Giờ không còn nướng nữa mà ra muối ớt anh em à. Chia đầu bếp. Anh biết mưa là trải nghiệm, anh biết chứ. Anh đi chơi thích mà. Nhưng mà cái mức độ thích, cường độ thích nó không vừa phải thôi. Rồi dưa ai này đi ăn ha. Mấy chú ha. Mọi người trái phụ cũng bút rồi. Bút ra. Đây nè, cô bạn này. Hôm nay mình có ít nướng ăn rồi. À, nước cài đường mưa ướp đây là nướng y nè. Ừ. Chị có đến nấu cháo ớt nè. Cháo ớt luôn. Ôi mày có. Yeah.
tiên á, ngắm xuống thành phố từ hướng bắc của Nha Trang á, thì hòn Rớ ngắm từ hướng nam của thành phố, từ xuống thành phố cực kỳ đẹp nha. Nhìn nó tự giống như cô tiên vậy á, nhưng mình á nếu mà nhìn kỹ mới biết được nó thì khác. Ăn sáng chi mà đêm còn. Giờ là 6 giờ rưỡi rồi. Cảm ơn bạn đã xem video của Uxy Official. Nếu thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé.